Mình đã có kinh nghiệm 10 năm trong cái lĩnh vực bò né cũng như là về nấu món ăn. Nhưng mà cái này là cái mô hình mình kết hợp, đây là mới, nhưng mà kết hợp giữa bò né, vị cay và bò hầu. Thường thịt bò thì mọi người sẽ nghĩ là nó sẽ bị dai nếu như mình không biết cách chế biến và không biết cách ướp. Nhưng bên mình là ướp và sẽ cắt vào tủ để tạo được cái độ mềm. Và cả những em bé hay là những cái thực khách mà cái vị khách hơi là lớn tuổi một tí thì vẫn có thể dùng được, vì nó rất là mềm và thơm. Nó dậy lên được cái mùi riêng của cái món bò né tại cái quán bò City này. Mình tên là Trâm và hiện tại thì mình là chủ của quán bò City. Mẹ địa chỉ là 31 Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, và phục vụ khách từ 7 giờ sáng đến 23 giờ hàng ngày. Cái cơ duyên đến với món này thì cũng cái duyên rất là duyên, là khi mà đi ăn cái món ngày xưa là ốp la ấy, thì mình suy nghĩ là tại sao mình không có kết hợp cái món này. Vì cái bò né thì thực sự nó cũng dạng như mà một cái dạng truyền thống, và cái người Việt Nam mình thì thường thường hầu như là sáng hay là thường ăn cái món bánh mì á, kết hợp với thịt bò hay trứng chẳng hạn. Thì mình suy nghĩ là cái món này khách hiện tại rất là yêu chuộng, nó là những cái món bò né đặc biệt. Nét đặc biệt ở đây là nét bên lửa hồng, ở dưới là lửa và ở trên là thịt bò. Khi mà thịt bò nó chín, và khi ở dưới là lửa thì nó sẽ chín vừa, có nghĩa là khách hàng sẽ vừa ăn và vừa thưởng thức được cái mùi vị của nó. Thực chất á, mì cay có thể là nó không có mới, nhưng mà đối với mình là nó không phải là cũ. Cảm giác như là nó một cái nồi lẩu mini thì có thể hòa quyện được tôm, thịt, các thứ thì rất tươi. Cho nên khi mà tô mì đến với khách là khách cảm nhận được độ tươi và độ ngọt ở thịt trong nó. Tại thì bên Bò City đang có những cái combo, là đó là ba combo. Combo nhất là 169.000, đó là combo cho dành cho hai người. Và cái combo thứ hai là 249 cho 3 đến 4 người. Và cái combo 169 và 249 nó giống nhau, nhưng chỉ khác về định lượng bò và hàu trong đó thôi. Còn riêng cái combo mà 299.000, combo bò hàu hải sản dành cho 3 đến 4 người. Tại bên Bò City thì đang có 3 loại sốt. Đó là sốt cay, sốt tứ vị và sốt tiêu. Sốt được yêu thích nhất là sốt cay và sốt tứ vị. Thì sốt cay á, nó sẽ có hương vị hơi cay cay. Còn sốt tứ vị là dành, nó thiên về nhiều vị hơn một tí, thì dành cho những cái thực khách là không dùng được cay quá nhiều. Cái buổi sáng á, thì thường khách người ta sẽ thiên về cái độ nhanh. Và thì vậy mình sẽ làm một cái xe bánh mì ở trước. Từ lúc 5:30 xong là mình đã có xe bánh mì rồi. Và khoảng tới chờ khở 9:30-10 giờ thì mình sẽ ngưng phục vụ buổi sáng. Rất là mong mọi người khi mà có đi qua bên cái đường Hoàng Hoa Thám, nhất là cái địa chỉ 31 Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, thì xin hãy ghé lại dừng khoảng 3 giây hay ghé lại cái quán của mình để mà thưởng thức những cái món ăn mà đã dành cả cái tâm huyết của mình vào đấy. Thì mọi người, mà mình mong là mọi người sẽ cho mình một cái cơ hội để phục vụ một người được tốt hơn.